Chào mừng các em quay lại với bài học Unit 7 Television. Tiết học Skill 1. Và cô là Thanh, rất vui đồng hành với các em bài học này. Skills 1. Kỹ năng 1. Reading. Đọc hiểu. Activity 1. Read the first two columns of the TV guide and answer the questions. Hoạt động 1. Đọc hai cột đầu tiên của lịch phát sóng TV và trả lời những câu hỏi bên dưới. Cột thứ nhất. Program. Chương trình. Cột thứ hai. Description. Mô tả. Time. Thời gian. At 8 o'clock. Gồm có chương trình Quiet Life, Cúc Phương Forest, Đời sống hoang dã, Rừng Cúc Phương, What the colorful world of the lens, Flowers, and animals in daily life. Nhìn ngắm thế giới nhiều màu sắc của thực vật, hoa và các loài động vật trong đời sống thực. At 9 o'clock, Comedy, The Fox Teacher. Lúc 9 giờ là chương trình hài kịch, giáo viên cáo, Have a lot of fun with our folk teacher and his students on their first day at school. Trải nghiệm nhiều niềm vui với giáo viên cáo và các học trò của thầy trong ngày đầu tiên ở trường. At 10:30, sports, the pit race. Lúc 10:30 là chương trình thể thao, đua lợn. What the Cubits compete in the most exciting races? Who wins? Được xem những chú heo đáng yêu tranh tài trên những đường đua thú vị nhất. Ai sẽ là người chiến thắng? 11 o'clock. Game show. Children are all right. Chương trình trò chơi. Trẻ em luôn đúng. Join this game show today and try to answer interesting questions about pets. Tham gia game show này và cố gắng trả lời các câu hỏi vui về các loài thú cưng. Tell 15, Zion, the dolphins. Lúc 12:15 là chương trình khoa học. Chú cá heo. What funny and interesting clips of intelligent dolphins? In their natural blind, the sea. Được xem những video thú vị và vui vẻ nhất của những chú cá heo thông minh trong đời sống tự nhiên ở biển cả. Sau đây ta sẽ trả lời câu hỏi bên dưới. 1. What's in the wildlife program? Chương trình đời sống hoang dã có gì? Ta trả lời It's in Cúc Phương Forest. Chương trình này nói về rừng Cúc Phương. Is the folk teacher a comedy? Giáo viên cáo là một chương trình hài kịch phải không? Ta trả lời, yes, it is. Vâng, đúng vậy. 3. What time is the sport program? Các chương trình thể thao được chiếu lúc mấy giờ? Ta trả lời, it is on at 10:30. 4. Can you watch a game show at 10:30? Chúng ta có thể xem những chương trình trò chơi vào lúc 10:30 phải không? Ta trả lời, No, we can't. Không, chúng ta không thể xem được vào giờ này. 5. What time the topic in the science program? Chủ đề của chương trình khoa học là gì? Ta trả lời, It's about dolphins. Nó nói về những chú cá heo. Activity 2. Read the TV guide in Activity 1 and write the programs that the people made you to watch. Hoạt động 2. Hãy đọc lại các chương trình TV ở hoạt động 1 và viết những chương trình mà những người này có thể lựa chọn để xem. Cột thứ nhất, People. Cột thứ hai, Programs. Nhiệm vụ của các em là hãy hướng dẫn những người này
xem những chương trình phù hợp với sở thích của họ. 1. Phong quan to know more about dogs and cats. Phong muốn biết thêm nhiều điều về loài chó và loài mèo. Ta sẽ hướng dẫn anh ta đến xem chương trình. Children are always right. Trẻ em luôn đúng. 2. Boss likes programs that make him laugh. Boss thích những chương trình làm cho anh ấy cười. Anh ấy có thể xem chương trình The Fox Teacher. Giáo viên cáo. 3. Nga loves learning about plants and animals. Lan thích học về các loài thực vật và động vật. Ta sẽ hướng dẫn cô ấy xem chương trình Cúc Phương Forest. Rừng Cúc Phương. 4. Minh likes watching races. Minh thích xem các cuộc đua. Ta sẽ hướng dẫn anh ấy xem chương trình The Pit Race, cuộc đua của những chú lợn. 5. Linh y interested in sea animals. Linh thích những loài động vật dưới biển. Ta sẽ hướng dẫn cô ấy xem chương trình The Dolphins, những chú cá heo. Speaking, kỹ năng nói. Activity 3, cooking groups. Set your table in activity 2 with your group and see if they agree with you. Hoạt động 3, làm việc theo nhóm. Hãy chia sẻ bản mà các em đã hoàn thành ở hoạt động 2 với nhóm của mình và hãy xem các bạn có đồng ý với em hay không. Example, ví dụ. A. I think the best program for Phong is the game show. Children are always right. Tôi nghĩ rằng chương trình tốt nhất dành cho Phong là chương trình trò chơi trẻ em luôn đúng. B. I agree. He wants to know more about bears. Tôi đồng ý. Anh ấy nên biết thêm về các loài thú cưng. Tương tự, ta sẽ làm những ý còn lại các em nhé. Sau đây là phần gợi ý của cô. A. I think the best program for both is the Pork Teacher. Tôi nghĩ rằng chương trình tốt nhất dành cho both là giáo viên cáo. B. I agree. He likes programs that make him laugh. Tôi đồng ý. Anh ấy thích những chương trình làm cho anh ấy cười nhiều. A. I think the best program for Nga is Cúc Phương Forest. Tôi nghĩ rằng chương trình tốt nhất dành cho Nga là rừng Cúc Phương. B. I agree. She loves learning about plants and animals. Tôi đồng ý. Cô ấy thích nghiên cứu về các loài thực vật và động vật. A. I think the best program for mình is the pig race. Tôi nghĩ rằng chương trình tốt nhất dành cho Minh là chương trình cuộc đua lợn. B. I agree. He likes watching races. Tôi đồng ý. Anh ấy thích xem các cuộc đua. A. I think the best program for Linh is the Dolphins. Tôi nghĩ rằng chương trình yêu thích nhất dành cho Linh là chương trình những chú cá heo. B. I agree. She is interested in sea animals. Tôi đồng ý. Cô ấy yêu thích các động vật dưới biển. Activity 4. Working groups. Tell your group about your favorite TV program. Your talk should include. Hoạt động 4. Làm việc theo nhóm. Hãy kể với nhóm của em về những chương trình TV mà các em yêu thích. Bài nói của các em nên bao gồm The name of the program. Tên của chương trình đó là gì? The channel. Is it on? Nó được chiếu ở kênh nào? The content of the program. Nội dung của chương trình là gì? The reason you like it. Nguyên nhân các em thích chương trình này là gì? Sau đây là phần gợi ý của cô. My favorite program is Tom and Jerry.
It's on Cartoon Network. The cartoon series is about funny tricks between a mouse, Sherry, and a cat term. I like it because it makes me laugh a lot and the characters are really cute. Chương trình tôi yêu thích nhất là chương trình Tom và Jerry. Chương trình này được phát trên Cartoon Network. Loạt phim hoạt hình về những trò trêu chọc hài hước giữa chú chuột Jerry và mèo Tom. Tôi thích chương trình này bởi vì nó làm tôi cười nhiều và các nhân vật thật sự rất đáng yêu. Bài học đến đây là hết. Chúc các em có một buổi học tập và chuẩn bị bài thật tốt. Nếu thấy video hay, hãy ủng hộ cô bằng cách like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.